Dạ mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Hiện tại là 6 giờ sáng ngày 17 tháng 7 năm 2023. Thì mình đang ở bãi Mũi Nai ở Hà Tiên đó quý bà con. Đêm qua thì trời ở đây mưa rất là lớn cho nên sáng nay á là hiện tại là có một số người trong biển thôi. Bởi vì thời tiết hiện tại là nó rất là lạnh luôn nha. Gió thổi ốc tay là nó bay vèo vèo luôn á. Giờ mình quay xuống biển cho quý bà con xem ở đây cái chữ bãi Mũi Nai đó, quý bà con xem có cái cầu thang đi lên rất là dễ thương ha. Ở trên này có một số người đang đứng để check in chụp ảnh. Diễn xuống biển cho quý bà con xem. Hiện tại thì cũng có một số người đang tắm biển nha. Nước biển sáng nay thì không có được trong xanh lắm, nhưng mà sóng thì rất là nhiều. Đây mình thấy là có rất là nhiều cái lá rong. Xa là có cái cô đang nhặt rác đó quý bà con. Bởi vì buổi tối là có một số khách đó là bài bàn ra đây để ăn uống nên có rất là nhiều rác. Trước thì có một số bạn đang chơi trò chơi với cát. Hiện tại là sóng rất là lớn luôn cho nên có một số khách là người ta còn e ngại, người ta chưa có đi xuống biển tắm. Hiện tại thì trời nó còn rất là sớm, mới khoảng 6 giờ 10 phút thôi. Ở đây thì có một số cano cũng như là một cái số trò chơi để mà khi mà xíu nữa mà có nhiều du khách đó quý bà con, thì ở đây bên khu du lịch người ta sẽ cho mấy cái cano hoặc là mấy cái lồng cánh phao di chuyển xuống dưới biển để cho du khách chơi trò chơi nha. Hiện tại là đang đi lên bờ thôi.
có quay sơ lược rồi đó. Là giá dịch vụ nè, phao chuối là một khách là 100.000 đồng, phao bay một khách là 150.000, phao sofa và phao cá mập là một khách cũng là 150.000, đi mô tô dưới nước là 200.000, đi dù bay là một khách là 600.000, còn hai khách là 1.000.000 đồng. Giờ thì có rất là nhiều du khách đến bãi Mũi Nai để tắm biển rồi đó quý bà con. Bởi vì hiện tại là cũng khoảng gần 8 giờ sáng rồi. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu sơ lược cho quý bà con xem lại cái quang cảnh bãi biển Mũi Nai ở Hà Tiên vào lúc sáng sớm. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.